ở tuyến đầu của Tổ quốc, đảo Bạch Long Vĩ giống như một người canh gác vĩ đại cho vùng biển của Việt Nam. Sở hữu diện tích chỉ vỏn vẹn hơn 3 km vuông, thế nhưng Bạch Long Vĩ lại có vai trò vô cùng chiến lược trong việc định hình nên vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Bạch Long Vĩ có vai trò chiến lược như thế nào? Hãy cùng đón chờ trong video ngày hôm nay của Battle Cry, người kể sử nhé. Phên rộng tiền tiêu của Tổ quốc. Bạch Long Vĩ là một đảo, đồng thời là một huyện thuộc thành phố Hải Phòng. Đây là đảo nằm xa bờ nhất của Việt Nam, trong vịnh Bắc Bộ, nằm ở vị trí vô cùng chiến lược, ngay gần giữa vịnh. Đảo Bạch Long Vĩ cách Hòn Giấu, Hải Phòng khoảng 110 km, cách khu vực đảo Hạ Mai, Vân Đồn, Quảng Ninh khoảng 70 km, cách mũi Đại Giác, đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 130 km và cách đường phân định vịnh Bắc Bộ của Trung Quốc khoảng 12 hải lý. Với vị trí trung tâm vô cùng thuận tiện này, Bạch Long Vĩ giống như một chiến hạm không bao giờ bị đánh chìm, một người canh gác bảo vệ vững chắc cửa ngõ đông bắc của Tổ quốc. Bạch Long Vĩ thì không có diện tích quá lớn, chỉ rơi vào khoảng 1,78 km2 khi thủy triều ở mức cao nhất và khoảng 3,05 km2 khi thủy triều ở mức thấp nhất. Thế nhưng nhỏ không có nghĩa là vô dụng. Được ví như viên ngọc nổi trên mặt nước, Bạch Long Vĩ có tầm quan trọng chiến lược không chỉ về kinh tế hay an ninh quốc phòng, mà nó còn khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong khu vực trung tâm vịnh Bắc Bộ trước người hàng xóm Trung Quốc. Mở rộng vùng ảnh hưởng của Việt Nam ở vịnh Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ là một trong những vịnh lớn và quan trọng nhất ở Đông Nam Á cũng như cả thế giới, có diện tích vào khoảng 126.250 km2. Vịnh Bắc Bộ được bao bọc bởi bờ biển của hai nước Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm bờ biển Đông Bắc Việt Nam và bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Tây, bán đảo Lô Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc. Vịnh có hai cửa, eo biển Quỳnh Châu nằm giữa bán đảo Lô Châu và đảo Hải Nam với bề rộng khoảng 19 hải lý và cửa chính từ đảo Cồn Cỏ của Việt Nam tới mũi Oanh Ca của đảo Hải Nam, rộng khoảng 220 km. Chiều dài bờ biển của Việt Nam là khoảng 763 km, còn phía Trung Quốc là khoảng 695 km. Phần vịnh phía Việt Nam có tổng cộng là khoảng 2.300 đảo đá ven bờ, đặc biệt trong đó có đảo Bạch Long Vĩ. Vịnh Bắc Bộ có một vị trí chiến lược quan trọng với không chỉ Việt Nam và còn là cả Trung Quốc về cả kinh tế lẫn quốc phòng và an ninh. Vịnh Bắc Bộ là nơi chứa đựng nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là về hải sản và dầu khí. Trong vịnh có nhiều ngư trường lớn, cung cấp nguồn hải sản quan trọng cho đời sống của nhân dân hai nước. Đây là cửa ngõ giao lưu hàng hải từ lâu đời từ phía Bắc Việt Nam với thế giới. Nó có tầm quan trọng đặc biệt với sự nghiệp phát triển kinh tế, thương mại quốc tế cũng như quốc phòng an ninh của Việt Nam. Đối với khu vực phía Nam Trung Quốc, vịnh này cũng có vị trí quan trọng tương tự như vậy. Và vì vậy, cả hai nước đều rất quan trọng việc quản lý, sử dụng và khai thác vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, theo quy định của luật biển quốc tế hiện đại, quốc gia ven biển được hưởng lãnh hải rộng tối đa là 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế thì rộng không quá 200 hải lý và thềm lục địa rộng tối đa là 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc đường đẳng cách sâu 2.500 m, một khoảng cách không quá 100 hải lý. Với đặc điểm cấu tạo của vịnh Bắc Bộ, bờ biển hai nước vừa kế cận vừa đối diện nhau, nơi rộng nhất không tới 200 hải lý. Và như vậy thì đặt ra một vấn đề rằng khi cả Việt Nam và Trung Quốc mở rộng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa theo Công ước 1982, thì nó sẽ tạo ra một vùng trồng đấn trong vịnh. Và chính vì vậy, cả hai bên cần phải thỏa thuận và phân định để xác định rõ ràng biên giới lãnh hải, cũng như ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước. Từ trước tới nay, gã hàng xóm khổng lồ Trung Quốc vẫn luôn có tham vọng lớn về các vấn đề biển đảo đối với Việt Nam và cả các nước khác trong khu vực nữa. Những yêu sách trắng trợn về đường lưỡi bò, thậm chí là còn muốn nuốt trọn cả vùng biển Đông vào họng. Chính vì vậy, việc phân chia vùng biển với một kẻ tham vọng như Trung Quốc chưa bao giờ là dễ dàng. Hai nước đã từng có 3 lần đàm phán về vịnh Bắc Bộ. Các cuộc đàm phán phân định vịnh Bắc Bộ từ năm 1974, năm 1977, 1978 đều không đi tới kết quả vì lập trường của hai bên quá cách xa nhau. Trong vòng 10 năm, từ 1991 đến 2000, Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành rất nhiều cuộc đàm phán về phân định vùng vịnh Bắc Bộ. Và cuối cùng, cả hai nước đã thống nhất và căn cứ vào luật pháp
cũng như thực tiễn quốc tế, đặc biệt là các nguyên tắc và quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, mà cả hai nước đều là thành viên để giải quyết vấn đề phân định Vịnh Bắc Bộ. Hai bên đã thống nhất một đường phân định với 21 điểm kéo dài từ cửa sông Bắc Luân ra tới cửa Vịnh phía Nam. Trong đó từ điểm 1 đến điểm 9 là biên giới lãnh hải, từ điểm 9 đến điểm 21 là ranh giới chung cho cả vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa. Việt Nam được hưởng 53,23% diện tích và Trung Quốc thì được hưởng 46,77% diện tích vịnh. Vì đường phân định đi cách đảo Bạch Long Vĩ 15 hải lý, tức là đảo được hưởng lãnh hải rộng 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa 3 hải lý. Sự có mặt của đảo Bạch Long Vĩ đã tạo ra một hoàn cảnh đặc biệt, nên theo luật pháp và thực tiễn quốc tế chỉ được hưởng một phần hiệu lực hạn chế trong phân định. Như vậy, Bạch Long Vĩ được hưởng 25% hiệu lực trong phân định. Đảo này đã mang lại thêm cho Việt Nam 300 km² vùng biển xung quanh đảo. Đảo Cồn Cỏ cũng là một đảo nhỏ nhưng nằm gần bờ của Việt Nam, nên được hưởng 50% hiệu lực trong việc phân định vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa tại đường đóng cửa vịnh. Đây là một kết quả công bằng đạt được trên cơ sở luật pháp và điều kiện cụ thể của vịnh. Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại 30 size. Combo cắt gọn 10 bước, đồng giá cả tuần chỉ 120k. Dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao, combo cắt gọn 10 bước chỉ 120k. Giữ đảo Bạch Long Vĩ. Phân chia đảo đã khó, bảo vệ chủ quyền biển đảo trước những yêu sách vô lý và đầy tính lật lọng của các thế lực bên ngoài thì lại càng khó hơn. Hiện nay thì tại Trung Quốc có một làn sóng đỏ xét lại về việc năm 1957, Trung Quốc làm mất đảo Bạch Long Vĩ về tay Việt Nam, dẫn tới vụ phân chia Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc đã bị thua thiệt hơn Việt Nam. Bạch Long Vĩ thì cũng có một thời kỳ lịch sử khá là oanh liệt. Năm 1887, thực dân Pháp và nhà Thanh đã ký Công ước Pháp Thanh 1887, phân chia lại đường biên giới giữa Bắc Kỳ và Trung Hoa. Và đảo Bạch Long Vĩ thì thuộc về Bắc Kỳ, Việt Nam. Và như vậy thì nếu tính theo hiệp ước Pháp Thanh, đảo này vẫn trực thuộc nước ta. Tới năm 1920, người dân từ Quảng Yên, Việt Nam và Hải Nam, Trung Quốc bắt đầu kéo tới đây sau khi người ta phát hiện ra một nguồn nước ngọt ở phía nam của đảo. Tới năm 1937, vua Bảo Đại đã phái 12 người tới đảo để lập đồn canh phòng và xây dựng chế độ lý trưởng. Đến thời Thế chiến II, quân Nhật Bản đảo chính Pháp ở Đông Dương và tước khí giới quân Bảo Đại đang đóng trên đảo Bạch Long Vĩ. Cho tới năm 1946, Pháp quay trở lại Đông Dương và khôi phục lại chế độ cai trị. Tới năm 1949, Tưởng Giới Thạch thua trận ở Đại Lục, chạy ra đảo Đài Loan và họ tiện tay chiếm luôn đảo Bạch Long Vĩ. Cho tới năm 1955, quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tấn công quân Quốc dân Đảng và kiểm soát lại đảo này. Tới năm 1957, chính quyền Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc trao trả lại hòn đảo cho Việt Nam. Và từ đó tới nay, đảo này thuộc về nước ta và chúng ta thường xuyên ở trên đảo. Thế nhưng chính sự đặc thù của lịch sử đã trở thành một cái cớ hoàn hảo cho một bộ phận người Trung Quốc tạo ra những lý lẽ vô lý nhằm âm mưu chiếm đoạt trắng trợn vùng biển đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn 1958 vốn rất đặc thù, đó là vừa là đồng chí vừa là anh em. Ví dụ như năm 1949, bộ đội Việt Nam còn tấn công và chiếm vùng Trúc Sơn thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ tay các lực lượng khác rồi trao trả lại cho quân giải phóng Trung Quốc. Đến năm 1957, Trung Quốc chiếm giữ đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam từ tay những lực lượng khác, rồi sau đó thì cũng trao trả lại cho Việt Nam, cũng là điều dễ hiểu. Chính vì thế, Bạch Long Vĩ vẫn luôn và sẽ luôn là hòn đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Đó là điều không thể chối cãi và cũng không có bất kỳ một lý do nào để chối cãi được. Cho đến tận ngày nay, chúng ta có thể thấy được nước cờ năm 1957 thể hiện tầm nhìn xa trông rộng và tài ngoại giao khéo léo thời cuộc của lãnh đạo Việt Nam. Chúng ta đã đòi lại được hòn đảo tiền tiêu vô cùng quan trọng của Tổ quốc từ tay của Trung Quốc một cách hợp pháp. Giai đoạn 1957, khi Trung Quốc trả lại Bạch Long Vĩ cho Việt Nam, khi đó thì câu chuyện giữa hai nước vẫn đơn giản và hai bên Việt Nam-Trung Quốc hoàn toàn có thể nói chuyện đúng sai, lý tình về vấn đề biển đảo. Thật may mắn vì vấn đề Vịnh Bắc Bộ và biên giới khi ấy đã cơ bản được giải quyết. Nếu không thì đến thời điểm hiện tại, khi mà vấn đề biển đảo và biên giới
được đẩy lên tới mức quá phức tạp. Một chút nhượng bộ có thể ảnh hưởng tới sự tồn vong của cả một quốc gia. Sự nhập nhằng sẽ là cái cớ để Trung Quốc bày ra các yêu sách để đưa Việt Nam vào tình thế phức tạp. Tham vọng của Trung Quốc chưa bao giờ là dừng lại. Bằng chứng là khi Việt Nam tiếp nhận lãnh đạo Bạch Long Vĩ, tất cả các hầm chứa pháo đều hướng vào đất liền Việt Nam. Và cho tới nay, những yêu sách bành trướng và dã tâm của Trung Quốc trên Biển Đông cũng chưa bao giờ dừng lại. Chúng ta thực sự phải công nhận tầm nhìn chiến lược vượt thời đại của các cụ lúc bấy giờ. Thử hình dung xem nhé. Nếu không có sự khôn khéo ngày ấy của các cụ, bây giờ hòn đảo này vẫn nằm trong tay Trung Quốc. Tất cả vịnh Bắc Bộ và cảng hải phòng quan trọng của Việt Nam cũng nằm trong sự khống chế của Trung Quốc. Đường ra biển của Việt Nam phía Bắc bị chốt chặn, kiềm tỏa bởi Trung Quốc. Nó chẳng khác nào lưỡi gươm luôn kề cạnh cổ. Các thế hệ lãnh đạo Việt Nam đã thật sự sáng suốt khi lấy lại được Bạch Long Vĩ và xây dựng thành một hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc từ thời chống Mỹ cho tới nay, xứng đáng được gọi là đuôi con rồng trắng. Trong thời kỳ giặc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, Bạch Long Vĩ cũng trở thành chiến địa ghi dấu những trận đánh oanh liệt giữ đảo của tiểu đoàn 152. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, người Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, lấy cớ leo thang tấn công miền Bắc. Hoa Kỳ đã cho máy bay ném bom bắn phá một số nơi như Sông Danh, Quảng Bình, Vinh, Nghệ An. Đầu năm 1965, Mỹ tiếp tục ném bom bắn phá thị xã Đồng Hới thuộc Quảng Bình, đảo Cồn Cỏ thuộc Quảng Trị và chính thức mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân. Mục tiêu tấn công của Mỹ không chỉ là các căn cứ quân sự mà còn bao gồm cả những mục tiêu dân sự. Mỹ đã huy động hàng ngàn máy bay tối tân, vũ khí hiện đại, đánh phá liên tục với cường độ ngày càng tăng. Trung bình mỗi ngày, miền Bắc phải hứng chịu khoảng 1.600 tấn bom đạn trút xuống. Nằm giữa vịnh Bắc Bộ, lại ở vị trí tiền tiêu, Bạch Long Vĩ là nơi mà không quân Mỹ tuyên bố sẽ dùng vũ lực để xóa sổ. 12 giờ trưa, ngày 26 tháng 3 năm 1965, một tốp máy bay tiêm kích của Mỹ từ hạm đội ngoài khơi đã bay tới ném bom, mở màn cuộc tấn công đảo Bạch Long Vĩ. Ngay loạt bom đầu tiên của địch đã đánh văng cánh cụm radar trên đảo. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong quá trình chiến đấu, súng 12-7 của ta đã kịp thời nhả đạn, khiến một chiếc máy bay bị thương, xì khói. Khi một tốp máy bay tiêm kích khác đã nhào tới, phóng liền mấy quả tên lửa, hai trận địa pháo của tiểu đoàn 152 đã đồng loạt khai hỏa. Một chiếc máy bay của địch bốc cháy ngùn ngụt và đâm xuống biển, cùng cả đống tên lửa chưa kịp bắn. Sau lần đầu tấn công, quân địch bị tổn thất nặng nề. Thế nhưng từ đó, Bạch Long Vĩ cũng đã trở thành vùng chiến địa thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công tàn khốc bằng không quân của lính Mỹ. Mỗi lần ném bom đánh phá đất liền, trước khi hạ cánh xuống tàu sân bay, bom đạn thừa, địch đều trút cả xuống đảo này bất kể ngày đêm. Thế nhưng, với ý chí chiến đấu sắt đá, tất cả các cuộc tấn công của địch đều bị quân ta đánh lui. Lại có thêm nhiều máy bay của Mỹ bốc cháy trên bầu trời và thêm nhiều phi công của giặc bỏ xác dưới biển sâu. Tính từ năm 1965 đến khi đế quốc Mỹ kết thúc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất vào cuối năm 1968, các chiến sĩ của tiểu đoàn 152 đã đánh lui 130 trận tấn công của lính Mỹ, bắn cháy 20 máy bay các loại. Có thể thấy rằng, dù là ở thời kỳ nào, Bạch Long Vĩ vẫn luôn xứng đáng là tiền đồn vững chắc, là đôi mắt thần bảo vệ vùng trời phía Bắc của Việt Nam.